Chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Đông Sang TV nha. Nay mượn cô Thắm về làm nấu đồ ăn giùm cho một buổi nghe mọi người. Nãy đi làm về có mua cục thịt mà mình kho tiêu dở quá, mượn cô Thắm lại kho giùm bữa để học theo. Mình có cái nồi thiệt là bự, ít nước mắm. Nãy có mua con khô cá lóc nữa, lát để cho nồi cơm hấp luôn. Em nấu cái này cho ai ăn vậy? Nấu cho con hai của ba về về đi làm về ăn. Vậy hả? Cậu hai chừng nào mới về? Về 5 giờ. Vậy hả? Dạ. Dạ mấy năm. Nhìn ngon rồi đó, hấp dẫn. Cô Thắm cổ kho cái nồi thịt kho chín nè các bạn. Cổ có công việc nên cổ về sớm rồi, cổ không có ăn. Nên một mình ăn mình chiến luôn. Nhìn ngon thật. Đây, chín hết rồi nha các bạn. Đây mình mới dọn xong nè. Mới đi làm gì à? Nồi cá kho tiêu với một khứa khô cá lóc mình hấp đồ cơm nghe các bạn, ngon tuyệt. Mời tất cả các bạn ăn cơm với mình nha. Nãy cô Thắm là đi chơi các bạn, cho nên mình mượn cổ kho giùm mình nồi kho tiêu luôn. Thì nãy ai điện cổ đó, cổ bạn là cổ công việc nên cổ đi về, định ngủ cổ là ăn cơm luôn, nhưng mà cổ có việc là cổ về nhà cổ không ăn. Hẹn tất cả các bạn dịp khác ăn cơm với cô Thắm nha. Lâu mình nấu cơm mình thấy nhà ngon thiệt nha các bạn, ngon lắm. Mời các bạn ăn mấy khô cá lóc nè.
khô khó nó cũng vừa ăn nghe các bạn. Mình đo lắm nghe mà muốn hết một cơm luôn mỗi ngon đó là một cơm nhàn bữa ngon. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha. Chúc tất cả các bạn buổi chiều vui vẻ nha. Rồi xem video nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Chào tất cả các bạn nha.